trong người nhé hôm nay thì em có mấy cái laptop máy tính bảng giới thiệu và bán mọi người cũng có một số con em bán thay nhí giá rẻ cho mọi người nhé Đấy, thứ nhất là con uh, laptop của hp này con này là con uh, elitebook 2540b Đấy, con này uh, em bán mọi người với giá là 850.000 nghìn Đấy, giá này thì chưa bao gồm sạc nhé mọi người lấy thêm sạc thì mọi người thêm 200.000 nghìn nữa Đấy, còn uh, mọi người không lấy sạc thì là giá là 850.000 nghìn nhé Đấy, ngoại hình của máy thì nó cũng sức nhẹ theo thời gian rồi Đấy các cái cổng kết nối của nó cơ bản đầy đủ hết đây là chân sạc của nó nhé chân sạc kim to nhé HP kim to màn hình của nó là rộng 12 inch có camera này đây nó có một cái đèn led nhé mọi người dùng buổi tối mọi người có thể bật cái đèn này lên thì nó sẽ sáng cho cả bàn phím nhé nó dọi sáng cả bàn phím mà cái này thì mình không dùng nữa thì mình nhấn tắt đi các cái chức năng của máy thì ok hết máy thì cam kết mọi người là zin nhá có cả cảm biến vân tay tớt bát bàn phím các thứ ok bàn phím thì cũng không có bị bong chóc phím nào cả Đây, cấu hình chi tiết của nó nhé nói chung là cấu hình này thì để mọi người dùng các ứng dụng các bạn thì nó vẫn ok à, con này um, nó chạy chip coi i5 m 540 2.53 GHz RAM 4 GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit nhé. Ổ cứng lưu trữ của con này nó là ổ HDD 500 GB nhé. Ổ HDD 500 GB này đã được chia ra làm hai ổ rồi một ổ Windows cùng một cùng ổ chứa dữ liệu này Đấy, nên là mọi người cũng thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé. Mọi người muốn chạy nó mượt mà hơn thì mọi người có thể thay sang ổ SD khoảng tầm ba uh, bốn trăm nghìn nữa thì mọi người đổi sang cái ổ SSD hai năm sáu Nhưng mà mọi người để nghe nhạc, uh, xem phim hoặc là Word, Excel, BOY thì với cấu hình này thì nó vẫn ok nhé. Đây, em vào thử YouTube cho mọi người nhé, Đấy, cho mọi người xem uh, YouTube nhé. Đây, vào thử YouTube này. À, nó chạy cũng khá là mượt đấy đây em sẽ dịch xuống đây cho mọi người xem quan sát này à. nó loát cũng khá là ok màn hình thì nó hơi ố nhẹ một chút đây nhá nói chung là không đáng kể gì à, máy thì cam kết mọi người được gì con à, này nó có một cái hay nữa là nó có một cái thanh cảm ứng ở đây nó giống như thanh tớt ba của dòng macbook ấy à, nó có thể cảm ứng được nhé đây. À, em sẽ xoay như này em ví dụ như em cảm ứng tăng giảm âm lượng nhé. đây nhé em giảm âm lượng này đấy, mọi người nhìn góc này đấy, nó sẽ giảm âm lượng này ó giảm âm lượng này, ở đây em tăng này, nó nó cảm ứng nhé đấy, khi em nhấn này nó sẽ tăng này. Để Wi-Fi mọi người có thể Wi-Fi này, nhấn ở đây là trình duyệt internet này hoặc là chỗ này là mình khóa chuột này. Đấy, rồi để chỗ này là email. Đấy, nó có mấy cái tác vụ nhanh ở trên này. Đấy, hoặc là ngắt loa ở trên này. Đấy, em nhấn ở đây đấy, nó hiện ngắt loa nhá. Khi em vào YouTube thì em ngắt loa đi không vì một số bài nhạc họ sẽ đánh giá bản quyền của em. À, em nướt đây mọi người thấy không nướt cũng khá là nhanh nhé đấy, em uh, có thể click vào một uh, clip nào đấy đây ví dụ em click vào clip này đấy, mọi người thấy không nó loát cũng khá là ok nhé đấy, nó chạy ok hết nhé nó nghe nhạc xem phim thì cũng khá là ok đấy. tất cả các chức năng của máy thì đều ok hết đấy, em cho mọi người xem uh, ngoại hình bên ngoài của nó đấy nhé đấy, đấy, đấy. nói chung là nó hơi sức nhẹ theo thời gian một chút nhé đấy, các cổng kết nối của nó này nó có usb này ờ à, mạng lan này chân sạc này máy thì cam kết zin một trăm chưa có sửa chữa gì cả bên này thì có cổng cắn tai nghe ba 5 năm vga chung là một số cái cổng kết nối cơ bản thì đều ok à, con này pin của nó thêm cell nhé cái quả pin này nó hơi nổi ra so với máy một chút đây à, pin thêm thêm cell với quả pin thêm cell này thì nó sẽ trâu hơn so với những quả pin không không có nhiều cell như này à, con này nó thêm cell này chỗ này nó phải thêm hai ba cell nữa đấy, Đó. Cỡ, cỡ khoảng ba cell nữa, nó thêm cell, nó nổi ra phần này nhé. Nói chung là để mọi người dùng cơ bản thì nó ok nhé. Còn con này là con máy tính bảng tab của Samsung này, con này IMEI của nó là 185, em bán thanh lý cho mọi người là sáu trăm Giá này thì cũng ngang với giá màn hình của nó thôi. Con này thì nó bung keo ở cái mép màn hình bên này nhé, nó hơi bung lên một chút đây này. Đó. Bên này thì ok, ngoại hình thì nó xước răng, hơi cá sấu. Nó ngoại hình hơi cá sấu thôi nhưng mà máy thì ngon chức năng ok hết nhé hiển thị màn hình thì đẹp không có bị ám mố gì cả cảm ứng ok nhé nó bị bung keo thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng đến hiển thị và cảm ứng đâu dòng tab của samsung này thì nó có một cái hay là nó có thể nắp sim nghe gọi được đây mọi người có thể vào giao diện cuộc gọi thực hiện cuộc gọi như điện thoại nhé dòng tab của samsung thì nó có một cái hay hay hơn là ipad là ipad thì mình nắp sim mình chỉ có thể dùng 4 g thôi nhưng con này ngoài dùng 4 g mọi người mọi người có thể nghe gọi được như điện thoại. Con này um, màn rộng của nó là 8 inch nhá, màn rộng 8 inch. Các ứng dụng cơ bản nó đều chạy ok. Ừ, như là Facebook này, Messenger này, Zalo, YouTube các thứ đều ok. Thì con này um, Android của nó, nó cao. Đây, con này em chọn người xem cái Android của nó nhé Android của nó 11 nên là các ứng dụng cơ bản Zalo, Facebook, TikTok, YouTube các thứ thì nó chạy rất là ok nhé RAM của nó là RAM 2 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi hai nói chung là chạy các ứng dụng cơ bản thì nó cũng khá là mượt mà và dòng tab thì pin nó trâu rồi wi wifi rồi mọi chức năng đều ok hết nhé Để bản hình ý cho người là 650 trăm năm này con này cũng là con uh, máy tính bảng của samsung màn hình amoled rất đẹp nhé con này model của nó là tab s 4 con này um, màn rộng là 10.5 inch bản dung người là hai 9 chín nhé ngoại hình của máy thì rất là đẹp con này nó dùng công nghệ âm thanh của akg này Đó nâng đẹp này, viền đẹp nhá, chân sạc tái xi si, có hỗ trợ sạc nhanh nhá. Nói chung con này ngoại hình thì gần như đẹp keng rồi, mà. màn hình AMOLED này. Không một vết xước cũng không có một vết ám ố đâu cả. Màn AMOLED nên màu sắc của nó rất là đẹp và cảm ứng rất là mượt mà nhá. Đang cầm con kia cầm sang con này nó mượt mà hơn hẳn luôn. Chạy rất là mượt mà, Galaxy Tab S4 nhá. Con này cũng nắp sim được nghe gọi như điện thoại luôn. Nó giống như một cái chiếc điện thoại to luôn, nghe gọi bình thường nhá. Chức năng của nó thì ok hết. RAM của nó là 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB nó chạy rất là mượt mà nói chung con này mọi người để xem phim hay là làm gì thì màn hình nó rất là đẹp đã nhé màn hình AMOLED mà màu sắc rất đẹp luôn mọi chức năng hoàn hảo ok hết mọi hình đẹp là người hai triệu chín nhé còn qua này cũng là con máy tính bảng của Samsung này con này là con Tab S7 Plus nhé, nó cũng sử dụng công nghệ âm thanh của AKG này. Con này thì nó là dòng cao cấp của Samsung rồi, đấy. còn được tặng thêm cả một cái bút này, đấy, bút S Pen nhá. Cái bút này mọi người mua riêng thôi, nhá. nó cũng đắt lắm đấy, đấy, tầm triệu mấy hai triệu này cái cây bút này nhé. Con này ngoại hình thì nó cũng có bị sương móp một chút rồi. Nâng thì đẹp, nâng thì rất là đẹp. Con này vỏ nhôm nguyên khối nhé, mỏng đét luôn, chân sạc Tai si, có hỗ trợ sạc nhanh. Ừ viền thì cũng có bị uh, xước móp một chút, chỗ này khe cắm sim này, Nó hơi uh, chảy nhẹ một chút đây, Đó, nó hơi chảy nhẹ nhé Đó, hơi chảy nhẹ phần viền. Đấy, uh, cái màn hình thì nó có đường nứt kính này, nó cũng có bị nứt kính rồi, đây mọi người nhìn này, Đó. Nó bị nứt kính rồi nhá. Đây là bán uh, gần như là bằng một nửa so với uh, giá trị hiện tại thị trường với những con máy đẹp. Máy đẹp bây giờ mọi người sẽ mua khoảng tầm 8 9 triệu, còn máy mới khi nó mới ra thì cũng rất là đắt đây em em vừa em có tra thử này con uh, tab S7 Plus này Đây, tab S, uh, Samsung tab S7 Plus nhá em uh, tra giá máy mới nhé, máy mới này của cellphone S bán này đang là uh, 23 triệu 990 mươi, còn giá máy cũ bây giờ thì nó sẽ rơi khoảng tầm 89 triệu tám 89 triệu và em bán con này do nó chỉ vỡ kính thôi mọi người có thể đi thay kính nhưng mà thực ra với những đường nứt kính nhỏ như này mọi người nhìn như này rất là khó nhìn cái đường nứt kính của nó luôn nhé Đấy, nhưng mà nút kính nhỏ này mọi người có thể dán miếng dán cực lực vào Đấy, dán miếng dán cực lực thì nó cũng sẽ đỡ đi đỡ phải thay kính không thì mọi người thay kính được hoặc, là chỉ cần dán cực lực như thế là mình dùng ok rồi mọi người không đi đè vào nó ok nhé giá em bán người ba triệu chín thôi màn hình là màn hình amoled nhé rất đẹp nhìn con s 4 nó màn hình nó đã, đã ok rồi đã đẹp rồi nhưng mà con này thì nó đẹp hơn rất nhiều luôn mà chạy rất là mượt nhá màn này màn rộng 12.5 inch nên nó rất là to đẹp nhá con này thì dùng cho bạn nào hay uh, dùng thiết kế đồ họa vẽ vời có thứ thì nó rất là ok nhá bút biếc này rất là ngon đây này bút đây nhá à, các tính năng của bút này và nó có báo cả pin của bút luôn và khi mọi người uh, uh, cắm bút vào để bút ở sau lưng như nó nó đã sạc rồi nó đã sạc cho bút này rồi nhá đây ví dụ như em, em để vào phần bút đây nhá à, em dắt bút vào đây À, thì nó sẽ Đây, ví dụ em khóa này em khóa này. em để bút này nó sẽ báo này à, nó sẽ báo bút và đang sạc bút luôn à, à, khi mình đang sử dụng ấy thì mình có thể uh, để bút sang bên hông này à, nó mình vẫn để ngoài cái việc cái phần này nó thiết kế ra để mình để bút để sạc ra thì mình để bên hông này vẫn ok nhé à, bút này à, nó, nó vẫn bắt ok này à, màn hình thì rất là đẹp luôn cấu hình ngon nhé, con này đây em cho mọi người xem thông tin chi tiết của máy này, Tab S7 này. Đấy, nắp sim nghe gọi như điện thoại nhé một con điện thoại 12.5 inch, RAM 6 bộ nhớ 128, chạy rất là mượt mà luôn. Màn cực kỳ là mượt. Đấy, em xem cái tốc độ màn hình của con này nó có màn hình con này là 120 Hz luôn nhé màn hình 120 Hz thế nó rất là mượt luôn. Con này thì nó là dòng cao cấp của Samsung mọi người nhìn thấy không? Rất là mượt luôn, còn được cả bút nữa. Thực ra cái cái bút này thôi là đã em cứ tính kể cả mọi người mua cũ nó nó khoảng một triệu rồi 1 một, một triệu thì tính ra máy cũng chỉ có hai triệu 9 thôi cả bút cả máy ba triệu chín nhá còn qua lại là con laptop của HP này con này nó là con 820 G3 chạy chip i5 ram 8 g sd 128 gb và hdd của nó 500 gb con này sử dụng hai ổ cứng nhé màn rộng 12.5 inch bản lúc này là ba triệu 6 ngoại hình thì cũng có bị xước theo thời gian rồi nó chỉ xước răm thôi các cổng kết nối của nó thì có VGA USB này bên hông này thì có tai C si USB chân cắm tai nghe 3.5 mạng LAN khe cắm sim chân sạc nhé Đấy, mặt sau này mọi người nhìn này bên thì sáng choang luôn không có bị bụi bẩn han gì gì cả nhé cam kết là máy zin nét luôn màn hình đẹp cũng không có bị xước hay là ám mố gì con này màn hình cảm ứng nhé Đấy nó cũng là cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone camera micro ok Đây, cảm ứng này Đây, em sẽ vào thử youtube cho mọi người xem cái cảm ứng của nó nói chung là nó chạy cũng khá là mượt mà con này cấu hình nó cũng ok nhé Đây, cảm ứng này cảm ứng đa điểm nhé mọi người lướt như máy tính bảng và như điện thoại luôn Đây, zoom ra zoom vào này Đây, rất là ok nhé cấu hình đây, em sẽ cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó nhé Con này nó chạy con chip Core i5. Ừ. nó chạy con chip Core i5 à, 6300U 2.4 GHz, RAM à, 8 GB và đang chạy Windows 10 64 bit. Con này nó chạy hai ổ cứng nhé à, Một ổ SSD là 128 GB à, đang chạy Windows và một ổ HDD để chứa dữ liệu 500 GB nhé Bàn phím đẹp, không có bị mở và bong chóc phím nào cả Đó. con này có cả cảm biến vân tay này tớt bát rồi mọi chức năng đều ok hết nhé bán với người giá là 3 triệu 6 này còn con này là con uh, LG nhé laptop của LG con này là con Grand con này uh, nó chạy chip i5 gian 8 g SSD của nó là 256 g con này uh, màn rộng là 12 chấm uh, màn rộng là 15.6 inch bán với người 3 triệu 2, 2 nhé RAM máy thì cũng có bị xước nhẹ và cũng có bị đây nó bị chảy ở chỗ chảy ở chỗ bàn này bên này nhé bàn đề bên này thì ok này bàn này chỗ này thì nó chỉ hơi nứt nhẹ một chút thôi những cái bàn đề bên này thì nó bị mẻ sứt sứt một góc ở bàn này này nhé nói chung là máy thì nó cũng có bị xước theo thời gian nữa rồi chỉ có duy nhất là chỗ góc bên này nó bị sứt thôi mà máy thì cam kết mọi người là máy zin là chưa có qua sửa chữa thay thế bất cứ một cái gì cả. Đấy, bàn phím rất là đẹp luôn, bàn phím đẹp nhá, màn hình đẹp nhá, màn hình viền mỏng đẹp luôn, hiển thị đẹp. em vào cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó nhá. em sẽ tăng sáng màn hình lên cho mọi người xem này. em sẽ tăng sáng màn hình lên nhá, mọi người xem nó rõ hơn. đang để độ sáng có 40% đây, em tăng lên. Đó, màn hình nó sẽ đẹp hơn nhá. Ở hình con này thì nhìn rất là đã luôn mà rộng 15 6 inch, viền mỏng nhé, rất là đã. Mặt trên thì rất là đẹp, nó chỉ tiếc cái đúng mỗi cái góc bàn nề đây thôi, nó bị sứt thôi. Camera con này ở dưới này, camera micro ở dưới nhá, nên là phần mép trên này nó cũng mỏng này, có hình chi tiết của nó đây. Con này thì thiết kế rất là mỏng nhẹ nhé con này nó nó là gram, tên của nó là gram nên là nó mỏng chắc chỉ cỡ khoảng vài trăm gram thôi chắc chưa đến 1 kg đâu nhẹ lắm đây, cấu hình chi tiết của nó đây à, con này nó chạy con chip coi i5 6200u 2.3 ghz 8 g đang chạy Windows 10 là 64 bit nhé và ổ cứng lưu trữ của nó là ổ SD 256 g nhé Đấy, đã được chia ra làm hai ổ rồi một ổ Windows và một ổ chứa dữ liệu này mọi chức năng của máy thì đều hoàn hảo ok hết máy thì thiết kế rất là mỏng nhé mỏng đét luôn Đấy, nếu mà mình gặp vào thì chắc nó chỉ cỡ khoảng 1 cm thôi các cổng kết nối cơ bản nó đầy đủ hết nhé chân sạc này, USB này, HDMI này, Type C này. Đó. À, bên này thì có khe cắm thẻ nhớ SD này, à, chân cắm tai nghe 3.5 này, Đó, USB nhé. Nói chung là đầy đủ hết tất cả các cổng kết nối cơ bản. Máy thì chức năng ok hết, ngoại hình thì nó uh, hơi xước, với lại bị sứt một góc này thôi. Mọi thứ đều ok nhé, rất là nhẹ thôi, mỏng, đét, nhẹ bán người ba triệu hai thôi giá này gần như là bán thanh lý cho mọi người thôi còn máy đẹp thì nó phải cỡ tầm 5 triệu còn triệu đấy à, con này là con Lenovo uh, ThinkPad uh, X1 Carbon nhé con này nó chạy chip i5 RAM 8 g SD là 256 g màn rộng 14 inch và giá bán người là 5 triệu tư 5 triệu tư máy cũng thiết kế mỏng nhẹ mỏng như con gram và cũng nhẹ như vậy luôn Đây, con này bàn đề của nó mở rộng tám à 180 độ luôn nhá. Mỏng đét. màn hình đẹp. Không ám mổ gì, camera micro ok, bàn phím đẹp, bàn phím nét nhá, con này bàn phím nét này. sáng quắc luôn, mọi người làm việc ban đêm nó rất là tiện. Cảm biến vân tay, tớt bát ok nhá. cấu hình con này cũng khá là ok. Đây, em cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó. Nó chạy con chip coi 5 À, 7300U 2.6 ghz RAM 8 GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit. mọi chức năng của máy thì đều ok hết, màn đẹp, wifi rồi mọi chức năng đều ok. Đấy, cảm biến vân tay. À, máy thì thiết kế mỏng đét và cũng nhẹ. Con này chẳng chưa đến 1 kg luôn rất là nhẹ, nhẹ nhẹ tênh luôn. Nó sẽ phù hợp cho anh chị nào hay di chuyển đi lại mang thì nó rất là tiện, mỏng nhẹ nhé máy thì cam kết là zin, chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian một chút thôi. Rồi các cổng kết nối của nó thì nó có cổng uh, tai đây có hai cổng tai si nhé hai cổng này thì đều kết nối dữ liệu được nhưng mà cổng ngoài này thì nó có là chân sạc của nó luôn nhé vừa kết nối dữ liệu vừa là sạc còn cổng bên này này kết nối dữ liệu này usb này hdmi này đằng trước thì không có cổng kết nối nó cả bên này thì có chân cắm tai nghe 3.5 này khe tản nhiệt usb nhé mặt sau này thì nó có khe cắm sim, khe cắm thẻ nhớ SD nhé. Ở chỗ này, đây nó có một cái ờ uh, uh, chọc sim ở đây. Đây em uh, sẽ chọc thử cho mọi người xem về cái khay này. khay này nó nó giống như cái khay uh, sim của điện thoại thôi mọi người chờ chút em sẽ tìm cái khay chọc sim em mà chọc cho mọi người xem thử cái khay này đây, em lấy tạm cái banh này cũng được Thực ra này nó có một cái cây chọc sim thì nó sẽ tốt hơn Về em tìm không thấy thì em lấy cái bánh này cũng được đó. đây là cái khay của nó đấy này là khay đựng sim này, à, chỗ này là nắp thẻ nhớ SD, à, chỗ này là nó có hai hai khay liền nhé, khay sim ở dưới, khay SD ở trên. À. Mọi chức năng của máy thì ok hết. À, mọi người này máy nào thì cứ nhắn qua zalo số ba bốn bốn cho em nhé. Ok cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.